Trong một tháng trở lại đây, số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, trung bình mỗi ngày là 2.000 ca. Riêng ngày 18 tháng 8 đã ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới. Cùng với đó là các ca nặng và được chỉ định nhập viện tăng nhanh. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho hơn 150 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó gần 50 bệnh nhân hiện trong tình trạng nguy kịch, cần phải thở máy, lọc máu và thở oxy dòng cao. Những bệnh nhân nặng chủ yếu là người cao tuổi, người có nhiều bệnh lý nền và tiêm vaccine phòng COVID-19 chưa đầy đủ, thậm chí là chưa tiêm. Thống kê của Bộ Y tế chỉ tính riêng tại 3 bệnh viện tuyến cuối điều trị COVID-19 là Chợ Rẫy, Trung ương Huế và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận hơn 300 trường hợp nặng. Điều đáng nói, gần 25% các trường hợp tử vong là chưa tiêm vaccine. Trước tình hình này, Bộ Y tế đã yêu cầu tăng cường rà soát các đối tượng nguy cơ cao để tiêm đủ mũi và tiêm bổ sung, đồng thời yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống số ca COVID-19 nhập viện tăng cao.